Rồi. Bây giờ đạp hết con xuống nè, thấy không? Vào số. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Auto World, thế giới ô tô, và tôi là Mr. Tô. Có rất nhiều bạn yêu cầu mình hướng dẫn lái xe số sàn, hướng dẫn sử dụng xe số sàn. Thì hôm nay tôi mới làm được cái video này vì thật sự là bây giờ kiếm chiếc xe số sàn cũng hơi khó các bạn. Ở đây tôi có một chiếc xe Fortuner máy dầu số sàn. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy nha. Xin mời các bạn theo tôi. Đầu tiên thì tôi xin giới thiệu với các bạn, xe số sàn thì nó sẽ có ba cái bàn đạp. Nó khác với xe số tự động có hai cái à. Thì cái bàn đạp ở bên trái đây là bàn đạp chân côn nè. Đó, bàn đạp chân côn để các côn, nó có thêm cái này. Còn ở giữa là bàn đạp chân thắng hay còn gọi là chân phanh. Và bàn đạp bên phải là bàn đạp chân ga. Thế thì cái chân phải của mình sẽ điều khiển chân thắng và chân ga, còn bàn trái của mình sẽ điều khiển chân côn. Côn có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái bộ phận mà nó kết nối và nó ngắt giữa động cơ và hộp số. Khi xe chạy thì mình thả chân côn ra để nó cái máy, cái động cơ nó kéo hộp số và kéo cái xe mình chạy. Còn khi mình muốn ngắt giữa động cơ và hộp số để sang số thì mình đạp hết côn xuống. Rồi. Thế thì khi mà các bạn muốn tập lái xe thì việc đầu tiên là bạn phải tập làm sao cái chân của bạn nó phải ngoan. Ngoan nghĩa là nó phải đi theo đúng cái ý đồ của bạn thì mới được ha. Bạn phải muốn nó đạp bao nhiêu thì nó phải theo đúng bấy nhiêu. Tại vì nếu mà những bạn mới lái á, thì cái chân côn, chân ga của bạn nó chưa nhuyễn á, thì các bạn rất khó điều khiển xe. Rồi tiếp theo, đối với xe số sàn các bạn cần chú ý điều gì? Đó là các bạn hãy nhìn xuống dưới cần số nè. Đó, xe số sàn nó sẽ có cái sơ đồ trên cần số. Thì chúng ta thấy là nó sẽ hướng dẫn cho mình cách vào số. Ví dụ như R số lùi thì chúng ta phải gạt hết qua đây. Đó, gạt mạnh, nó có hai nấc nè. Tới này là nhẹ nhẹ ha, nhẹ nhẹ nè. Nhưng gạt mạnh một cái nữa thì qua và đẩy lên là R. Đó, hiển thị là R ha. Rồi nếu mà để gạt nhẹ, nhẹ qua một cái đẩy lên là số 1. Và kéo xuống số 2 ở giữa nè, thả không như vậy đẩy lên số 3, kéo xuống số 4. Rồi đẩy qua bên phải đẩy lên số 5 và kéo xuống là số 6. Ở giữa là số mo, số trung gian, gạt ngang qua lại được là số mo nha. Và chỉnh ghế cũng là một cái rất quan trọng nha. Mình phải chỉnh ghế để chân của mình điều khiển tốt nhất. Rồi chỉnh ghế. Ok. Bây giờ nè các bạn nhìn nha. Tôi sẽ đạp con xuống. Đạp hết con xuống rồi đề máy. Rồi. À, bây giờ thả con ra được rồi ha. Đang ở số mo là nó đứng yên. Bây giờ mình đạp con xuống nè. Muốn vô số đúng không? Đạp con xuống. À, đẩy qua. Đạp hết con xuống, đẩy qua, đẩy lên số 1. Rồi thả thắng tay xuống nè. Giờ nè. Muốn xe nó chạy á rất là dễ. Chỉ cần thả con một cách từ từ thôi là xe nó chạy. Các bạn thấy nó chạy không? Chưa cần đạp ga gì hết á, mà khi ở đường bằng phẳng thì chỉ cần các bạn giữ chân côn và thả ra một tí là nó chạy đó. Bạn phải cảm nhận được ở cái điểm nào là bắt đầu côn nó bắt, cái đó là cái mấu chốt, là bạn phải cảm nhận được. Rồi bạn giữ chân côn đó, tôi chưa buông hết chân côn nè, thấy không các bạn, thấy không, xe vẫn chạy tới bình thường. Giờ buông mạnh ra tí nè, xe chạy nhanh hơn, chưa có đạp ga gì hết đó. Rồi muốn xe dừng lại, cắt đạp con xuống, đạp thắng, xe dừng lại, rất là dễ thôi. Nói là dễ nhưng mà đối với những ai đã lái thuần thục rồi, còn nếu bạn mới thì nó khó. Nó khó ở chỗ là bạn chưa cảm nhận được cái vị trí nào là cái điểm bắt của côn, và nếu bạn thả nhiều hơn nó sẽ tắt máy, mà bạn thả ít hơn thì xe nó không chạy. Đó là vấn đề. Thì các bạn muốn chạy xe số sàn thuần thục, các bạn phải luyện tập cái chân của bạn và bạn cảm nhận được cái chỗ đó. Với một chiếc xe máy dầu như Fortuner thì lực kéo nó rất là mạnh, cho nên việc lái xe máy số sàn mà máy dầu nó dễ hơn là máy xăng các bạn à. Cái máy dầu nó mạnh lắm, nó khó tắt máy lắm. Bây giờ tôi sẽ làm lại cho các bạn xem nè. Rồi. Bây giờ đạp hết con xuống nè, thấy không? Vào số 2, bây giờ tôi đúng ra vào số 1 nha. Nhưng mà bây giờ tôi tăng độ khó lên, thì ví dụ như cái xe các bạn là xe yếu á thì bạn vào số 1, nhưng mà ở đây tôi vào số 2 cho nó khó chứ không gì hết á. Chứ đúng ra các bạn nên vào số 1 nha. Rồi bây giờ tôi bắt đầu buông con nè. Ban đầu thì mình buông nhanh một chút nhưng sau đó mình chậm lại để mình cảm nhận. Đó, cái vị trí đó các bạn thấy không? Cái vị trí con nó bắt đầu bắt. Đó, và xe nó chạy tới. Đó, mình muốn xe nó không tắt máy á thì bây giờ các bạn bắt đầu chêm ga vào. Chưa thả hết con nha.
chưa thả hết con vẫn giữ đó, nhưng bạn chêm ga vào. Và các bạn gọi là cái khẩu quyết là con ra ga vào. Đó, các bạn vào ga và các bạn thả con ra từ từ. Sau đó các bạn buông hết chân con. Đó, lái một cách rất bình thường. Rồi, đang ở số 2 nè. Bây giờ muốn sang số đúng không? Đạp hết con xuống, một cách dứt khoát, đạp hết con xuống. Đẩy qua số 3. Rồi, bây giờ lại thả con ra. Bây giờ xe nó có trớn rồi cho nên là chạy dễ lắm. Xe có trớn rồi nên là không sợ tắt máy nữa. Đối với xe số sàn thì cái số nào tốc độ đó, nếu mình chạy chậm thì mình phải trả về số, thì là mình cắt con và mình trả về số 2. Chạy chậm mà bạn chạy số lớn là nó sẽ tắt máy, hoặc là nó sẽ bị rung cái xe lên, hoặc là nó rất là hại con hại máy. Cho nên các bạn nên tốc độ nào thì các bạn chạy số đó thôi. Bây giờ có bạn hỏi mình là bây giờ trong trường hợp của mình đang chạy và tới cái ngã tư hoặc đèn xanh đèn đỏ đi, thì cái chân con mình với chân thắng cái nào đạp trước. Rồi bây giờ tôi chạy nhanh nè, xong rồi tới ngã tư trước mặt đúng không, thì đầu tiên các bạn đạp chân thắng trước, sau đó tận dụng cái lực hãm của cái động cơ để giúp cho cái xe của mình nó ghi lại trước. Rồi lúc mà xe chạy chậm lại rồi bạn hãy cắt con nha. Đây, cái này thì rất là đơn giản vì cái xe mình là xe máy mạnh và không có chở tải nặng. Nhưng mà nếu mà xe tải nặng thì cái quán tính của nó rất là lớn, thì bạn nên tận dụng cái sức hãm của động cơ để hãm cái xe của bạn lại trước. Rồi sau đó lúc cái xe chạy chậm lại thì bạn hãy cắt con thì xe nó sẽ không tắt máy nha. Và sau đó thì để xe chạy tiếp thì các bạn buông chân thắng ra và các bạn buông chân con, sau đó đạp ga tới. Rồi bây giờ tôi làm lại nè. Dạ, vào số 1, buông chân con ra. Đó, một lần nữa là tôi nhắc với các bạn là các bạn phải luyện tập chân con nó nhuyễn. Các bạn, nếu mà các bạn lên dốc hoặc là xe tải nặng á, thì các bạn cứ buông con ra tới cái điểm bắt. Mình sẽ phải cảm nhận được chuyện đó, thấy không? Có nhiều cái mẹo, ví dụ như nhìn cần số rung hay là cái gì đó, nhưng mà cái đó là nó khác biệt tùy xe, cho nên các bạn tiên quyết là các bạn phải cảm nhận được đâu là cái điểm mà cái con nó bắt đầu bắt, và lúc đó các bạn thêm ga vào. Thêm ga vào, sau đó các bạn hãy buông hết con. Đó, được chưa? Chạy xe số sàn mà chạy rành rồi là chạy thấy sướng lắm bạn. Rồi bây giờ đây, mình chạy tới nè. Chạy tới, chạy nhanh tới ngã tư đúng không? Bây giờ nè, mình đạp thắng trước. Đạp thắng, giảm xuống, rồi mình cắt con. Đó, để khỏi tắt máy. Rồi giờ muốn chạy tiếp nè, buông con ra, đạp ga vào. Đó, vậy thôi. Rồi, tôi cắt con. Cắt con. Và trả về số mo. Khi các bạn muốn dừng lại thì bạn ngắt con và bạn trả về số N nha. Sau đó buông chân con ra thì xe nó sẽ không tắt máy. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn về cách tô vào con nè. Rồi đầu tiên đạp con xuống hết nè, hết con nha. Bắt đầu tô vào số. Vào số 1. Đối với những bạn mới tập lái thì cứ số 1 vào cho mình. Rồi bây giờ buông nè. Đầu tiên mình buông nhanh một chút. Đó, và mình cảm nhận cái điểm bắt. Đó, thậm chí tôi đạp thắng nè, rồi thả thắng ra thì xe chạy thôi. Rất là chậm luôn. Đạp thắng lại, thả thắng ra thì xe nó chạy thôi. Có nghĩa là mình chưa buông hết con, mình vẫn giữ im ngay cái tại cái vị trí điểm bắt đó, được chưa? Sau đó làm sao? Bây giờ nè, bạn sẽ phải thêm ga vào. Bạn phải thêm ga vào. Nè, bạn thêm ga vào. Đó. Rồi bạn buông chân con ra. Đó, thấy không? Đó là dễ. Thưa các bạn, như vậy trên đây tôi vừa hướng dẫn cho các bạn một vài cái về việc lái xe số sàn. Thì hy vọng rằng video này nó giúp ích cho các bạn. Đối với góc nhìn của một người đã lái xe nhiều năm thì nó rất là dễ. Nhưng mà tôi hiểu rằng với những người mới tập và chuẩn bị đi thi thì tâm lý nó khác. Cho nên các bạn phải, một là bình tĩnh, thứ hai nữa phải luyện tập nhiều. Chứ không luyện tập thì cũng không có cách nào khác đâu các bạn. Chúc các bạn thi đậu bằng lái và lái xe số sàn thuần thục nha. Hãy đăng ký kênh Auto World Thế Giới Ô Tô, cũng như là để lại bình luận để chúng ta cùng trao đổi thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Tạm biệt.